Ông Tập Cận Bình chủ trì lễ đón di hài ông Giang Trạch Dân ở Bắc Kinh. Thưa tất cả các anh chị em và các bạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đầu phái đoàn gồm hàng chục quan chức cấp cao của chính quyền Bắc Kinh tham gia lễ đón di hài của ông Giang Trạch Dân tại sân bay thủ đô. Máy bay chở linh cữu chứa di hài của ông Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc từ Thượng Hải đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 12. Theo đài CCTV, phát đi hình ảnh cho thấy ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện chờ đón linh cữu tại sân bay Tây Giao của Bắc Kinh. Cùng đón linh cữu với ông Tập là tất cả các thành viên của Bộ Chính trị mới, cũng như Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Di hài được đưa đến Bắc Kinh theo sân nghi thức tiễn biệt tại Thượng Hải với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết của ông Giang Trạch Dân, và ông và các thành viên của gia đình tháp tùng cùng linh cữu đến Bắc Kinh. Cùng với ông Thái Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20, lãnh đạo cấp quốc gia, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới chức ở Thượng Hải đã phong tỏa những tuyến đường chính nối liền nơi diễn ra nghi thức tiễn biệt và sân bay. Quốc tang sẽ cử hành tại Đại lễ đường Nhân dân vào sáng 6 tháng 12. Theo Tân Hoa Xã, sự kiện cử hành lễ truy điệu sẽ được phát sóng trực tiếp. Bắc Kinh xác nhận không mời khách nước ngoài dự nghi thức này. Tân Hoa Xã loan tin, nhà nước Trung Quốc sẽ tổ chức lễ viếng ông Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào ngày 6 tháng 12 ở Bắc Kinh. Tân Hoa Xã cho biết ông Giang Trạch Dân qua đời vào lúc 12 giờ 13 phút cùng ngày tại Thượng Hải vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng, hưởng thọ 96 tuổi. Ban tổ chức tang lễ đã được thành lập với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình làm trưởng ban. Thông báo từ ban lễ tang, từ ngày 30 tháng 11 đến hết ngày tổ chức lễ tang Trung Quốc để cờ rủ ở quảng trường Thiên An Môn, Đại lễ đường Nhân dân, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài. Toàn bộ các website báo chí nhà nước Trung Quốc chuyển sang phông đen trắng. Bên cạnh đó, trang chủ của các nền tảng thương mại điện tử như Taobao, JD.com cũng chuyển màu đen trắng. Đông đảo vòng hoa viếng được đặt bên ngoài tư gia của ông ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô và tại Thượng Hải, gần nơi lực lượng cảnh sát được triển khai bên ngoài bệnh viện được cho là nơi ông tự trận. Chính phủ Mỹ và Nhật Bản đã gửi điện chia buồn, theo Reuters chia sẻ. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông Giang Trạch Dân là người bạn yêu quý của nước Nga. Ông Giang Trạch Dân sinh ngày 17 tháng 8 năm 1926 tại Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Ông lấy bằng cử nhân ngành kỹ thuật điện tử tại Đại học Giao thông Thượng Hải năm 1947. Trong thời gian sinh viên, ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm sau khi nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ra đời, ông Giang đảm nhận nhiệm vụ chức vụ quản lý tại nhà máy ở Thượng Hải. Năm 1954, ông được điều động đến nhà máy ô tô số 1 ở Trường Xuân thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc. Năm sau, ông cử sang nhà máy ô tô Stalin ở Moscow để học tập. Khi về nước, ông tiếp tục làm việc ở nhà máy tại Trường Xuân rồi chuyển sang làm công tác nghiên cứu ở Thượng Hải và Vũ Hán. Sau đó, ông chuyển sang làm việc trong cơ quan trung ương, trong đó có giai đoạn là Bộ trưởng Công nghiệp Điện tử. Đến năm 1982, ông được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội 12. Năm 1985, ông trở thành thị trưởng kiêm phó bí thư thành phố Thượng Hải. Sau Đại hội 13 năm 1987, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị kiêm bí thư Thượng Hải. Đến năm 1989, ông được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông giữ chức Tổng Bí thư đến năm 2002. Ông cũng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1993 đến năm 2003 và chức vụ Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 1989 đến năm 2004. Dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân, Trung Quốc tiếp tục đi sâu và thực hiện cải cách mở cửa, chứng kiến sự bùng nổ của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, chứng kiến việc Hồng Kông và Ma Cao được trao trả cho Bắc Kinh, cũng như hàn gắn quan hệ với Mỹ. Trong thời gian ông nắm quyền, Trung Quốc cũng đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 và giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2008 tại Bắc Kinh. Học thuyết nổi tiếng nhất của ông mang tên Ba Đại Diện được đưa vào Điều lệ Đảng năm 2002, đứng chung với tư tưởng của Mao Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình. Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chúc tất cả các anh chị em và các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Đừng quên nhấn đăng ký like cũng như chia sẻ ủng hộ kênh.